Hello, xin chào tất cả các bạn, lại là Duy Mông Cổ đấy các bạn. Chúng ta vừa trải qua những cái ngày nghỉ lễ lớn. Ở Việt Nam thì mình có lễ là lễ ngày Quốc Khánh đúng không ạ? Thì ở bên Mỹ có ngày lễ Labor Day. Thì chúng ta đã kết thúc những ngày lễ và quay lại với công việc của mình. Bản thân Duy cũng không ngoại lễ các bạn. Ngày hôm nay Duy sẽ tiếp tục chia sẻ đến với các bạn một cái chủ đề liên quan về kinh doanh trong nhà hàng. Các bạn cũng biết rằng là trong tất cả các mô hình kinh doanh các bạn, nhất là cái mô hình kinh doanh nhà hàng về vấn đề service phục vụ khách hàng, thì mình không biết là một ngày có bao nhiêu lượng khách hàng đi vào trong nhà hàng của mình, đúng không ạ? Thì một cái câu hỏi đặt ra rằng là có bao giờ bạn nghĩ bạn có thể nhớ hết được tất cả các tên của khách hàng đúng không ạ? Các bạn có nhớ hết được những cái tên đó hay không? Và ngày hôm nay trong cái video clip ngắn này, Duy sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn một cái mẹo rất là hay để mà mình nhớ được cái tên của khách hàng, cũng như là những cái sở thích, những cái tập tính của khách hàng. Và cái này vô cùng quan trọng các bạn. Cái việc đầu tiên á, mà để mình nhớ được những cái tên như vậy các bạn, thì đầu tiên các bạn phải có cái sự tương tác với khách hàng. Cái này vô cùng quan trọng các bạn. Trong vấn đề mà service á, đó là về customer service á, nghĩa là chăm sóc khách hàng. Chăm sóc khách hàng này nó có rất là nhiều cái yếu tố và nhiều cái gạch đầu dòng nha các bạn. Nhưng mà một trong những cái yếu tố về chăm sóc khách hàng đó là mình phải biết được cái thuộc tính, mình phải nhớ được cái đặc điểm, phải nhớ được cái tên khách hàng. Thì đây là một cái USB, một cái điểm cộng đối với cái người chạy bàn hay là một cái người phục vụ. Và với cái thâm niên 15 năm làm việc trong cái ngành F&B hay là làm việc trong cái mô hình nhà hàng mì xào Mongolian á, thì Duy đã tích lũy cho mình và cũng như là tìm ra cho mình được một cái mẹo để mà mình có thể nhớ được cái tên của khách hàng. Và để nhớ được cái tên của khách hàng này, đầu tiên Duy nhắc lại đó là chúng ta phải tương tác nhiều với khách hàng, mình phải nói chuyện nhiều với khách hàng, mình phải tương tác nhiều với khách hàng, để từ đó qua cái quá trình mà mình giao tiếp với khách hàng như vậy các bạn, mình sẽ nhận ra ở người khách hàng đó họ có những cái điểm đặc điểm gì, họ có những cái sở thích gì, để rồi mình dùng chính những cái sở thích, những cái đặc điểm đó của khách hàng, mình tạo cho họ một cái tên, nickname các bạn, để rồi mình có thể nhớ được cái tên khách hàng. Và cái cách này nó rất là dễ các bạn. Tiếp theo các bạn, một cái yếu tố nữa để mà mình có thể nhớ được cái những cái đặc điểm của khách hàng, đó là mình phải đặt tâm vào cái công việc của mình các bạn. Bạn phải thật sự yêu thích cái công việc của mình, yêu thích với cái ngành service của mình. Thì để từ đó các bạn, khi mà mình nói chuyện với khách hàng á, mình có một cái sự tương tác qua lại với họ và tạo cái sự gần gũi. Và chính vì cái sự gần gũi đó các bạn, thì như thế nào? Mình hiểu được cái đặc điểm của khách hàng và họ thích cái gì, để rồi từ đó mình nhớ khách hàng. Có thể là mình nhớ luôn cái tên của khách hàng. Đối với những cái người khách hàng mà mình thật sự thân thiết, mình nhớ luôn cái tên của họ. Nhưng mà đối với những khách hàng các bạn mà nếu như mà mình chỉ trò chuyện chỉ vài lần các bạn, thì mình không thể nào mình nhớ hết chi tiết của họ được. Thì lúc này mình sẽ có một cái sáng kiến, đó là gì? Mình đặt cho người khách hàng đó những cái nickname. Những cái nickname này các bạn, nó thường thường là khác nhau và nó không theo một cái quy chuẩn nào hết. Sau đây thì Duy chia sẻ đến các bạn cái mẹo của Duy khi mà để nhớ khách hàng và đặt cái tên như khách hàng. Thì đầu tiên á, là mình sẽ nhớ khách hàng theo cái sở thích là đồ uống của họ. Có nghĩa là có nhiều khách hàng các bạn, họ đến họ chỉ thích uống một cái loại nước ngọt đó thôi. Ví dụ như là họ thích uống Pepsi, thì mình nghĩ ngay trong đầu, cái người này á, mình sẽ đặt cái tên của họ là Mr. Pepsi. Hoặc là con gái á, thì Duy sẽ đặt là Miss Pepsi. Thì á, lúc này mình sẽ nói chuyện với họ, mình sẽ nói ồ, tao đặt mày luôn cái tên như vậy. Thì lúc này họ rất là thích. Và cái này á các bạn, nó rất là dễ nhớ. Khi mà họ đến á, là mình nhớ ngay họ. Mình không cần nhớ cái tên thật của họ các bạn, cho dù mặc dù mình không biết cái tên thật của họ, nhưng mà mình chỉ biết cái người này họ thích uống Pepsi. Mình đặt đúng cái tên của họ và mình kêu họ, và tự nhiên họ sẽ nhớ ngay rằng là khi họ đến nhà hàng, họ không bao giờ họ nhớ đến cái tên thật của họ nữa các bạn, mà họ sẽ nhớ ngay đến cái tên của đồ ăn thức uống mà mình đặt cho họ. Cái điều này á, làm cho cái sự gần gũi và nó rất là vui các bạn, và làm cho mình nhớ và họ cũng nhớ luôn. Cái thứ hai á, đó là đặt theo sở thích đồ ăn. Có nhiều người các bạn, Duy để ý, họ đến đây họ chỉ thích ăn một loại giống như rau củ thôi. Duy lấy ví dụ như là broccoli. Họ đến họ lấy broccoli rất là nhiều. Ngoài ra họ cũng lấy những cái loại rau củ khác, nhưng mà tuyệt đối họ lấy broccoli rất là nhiều. Thì Duy sẽ đặt ngay cho người này tên là Miss Broccoli hoặc là Mr. Broccoli. Thì mình sẽ giới hạn các bạn, không phải ai vào mình cũng đặt cái tên này đâu. Mà với những người khách hàng mà mình thật sự là giống như là mình giao tiếp với họ hàng ngày, họ mình biết được cái tập quán
quán của họ, cái sở thích của họ thì mình mới đặt nha các bạn. Và Duy khẳng định với các bạn luôn, nếu như các bạn làm theo cái cách của Duy, các bạn rất là dễ nhớ và khách hàng nó cũng nhớ và nó cảm thấy nhớ mình nữa. Khi mà họ đến nhà hàng, họ ta chỉ muốn gặp bạn và giống như là để bạn phục vụ họ mà thôi. Và đây cũng là một cái tip nữa để cho các bạn có thể tăng thêm cái thu nhập tip cho các bạn đó. Đây là một cái cách rất là hiệu quả. Và cái cách thứ ba nữa các bạn, mình có thể nhớ theo mùi vị. Có nhiều người các bạn họ đến họ thích ăn mùi vị là curry, hoặc là họ thích ăn là mùi vị là orange, là nước cam các bạn, thì họ đến họ chỉ lấy cái mùi đó thôi. Và tự nhiên á, mình để ý mà, bởi vì Duy nói là về cái ngành service á, các bạn phải biết quan sát, phải thật sự để ý và tinh tế các bạn, thì các bạn sẽ biết được rằng là mỗi người thực khách á, họ có những cái thích những cái mùi vị khác nhau. Nhưng mà có nhiều người á, họ lại chỉ thích ăn một cái mùi vị đó duy nhất và lấy rất là nhiều. Thì trong cái quá trình mình nấu các bạn, mình nấu nhiều quá đi, mình cứ để ý cái ông này cái bà này sao mà cứ lấy cái này nhiều quá ta, thì đâm ra là mình nhớ khách hàng luôn. Và mình đặt cho người ta cái nickname như vậy. Trong nhà hàng Duy đặt tên có một người tên là Mr. Curry. Ông này ăn curry rất là nhiều, và Duy đặt ông này đúng là Mr. Curry luôn. Và khi mà đến nhà hàng á, là Duy chỉ dùng cái tên của ông là Mr. Curry và ông nhận ra ngay. Và ông rất là vui, ông cười, ông vui vẻ và ông kêu I like it, có nghĩa là ông rất thích cái tên này luôn. Qua cái quá trình mà mình đặt tên nickname cho khách hàng các bạn, cũng đồng thời giúp cho khách hàng họ biết được là mình quan tâm đến họ, thì mình mới đặt cái nickname cho họ. Các bạn nhớ đến cái chi tiết rồi nha. Mình có quan tâm đến họ thì mình mới đặt cái nickname cho họ, chứ nếu như mình không quan tâm đến họ, không bao giờ mình đặt cái nickname cho họ các bạn. Mình coi như là người dưng á, mày đến mày ăn xong rồi trả tiền là đi. Đó là cái thuật đặt thứ ba. Cái thứ tư á các bạn, mình có thể nhớ theo cái hình dạng của khách hàng. Có nghĩa là gì các bạn? Có nhiều khách hàng á, cái tướng của họ các bạn nó giống một người nổi tiếng nào đó, giống một người nổi tiếng Hollywood hay là một cái người mà nhạc nào đó các bạn, nhìn rất là giống. Và mình có thể dùng ngay đúng cái nickname này, cái từ khóa này để mà mình có thể đặt cho họ luôn. Trong nhà hàng khi mà có một người khách hàng các bạn, họ đến họ tính tiền á, thì Duy nhìn cái tướng của ổng á, thì Duy thấy giống như là James Bond. Duy thấy giống rất là James Bond, thì Duy không biết tên ông, và cũng là một cái sự trùng hợp với các bạn. Cái tên của ông đúng là tên James luôn, nhưng mà không phải James Bond. Thì ông lại tính tiền, Duy mới kêu mày nhìn cái tướng giống cái ông James Bond nổi tiếng trong Điệp viên 007 quá. Thì ổng mới rất là ngạc nhiên. Và khi mà ra cà thẻ thì Duy nhìn trên cái máy của ông cục tên là James, thì Duy nói ồ mày, tao đặt mày tên mày luôn là James Bond luôn, mặc dù tao không biết tên họ mày là tên gì đó, nhưng mà bây giờ bắt đầu từ ngày hôm nay mày sẽ có một cái nickname ở trong nhà hàng của tao, đó là James Bond. Và ông rất thích các bạn. Các bạn nghĩ sao một người thường mà tự nhiên á cho họ ví họ lên thành một minh tinh ở nào đó mà rùng với cái tên của họ nữa, thì họ rất là nhớ luôn các bạn. Và cứ một lần ông đến Duy kêu hey James Bond how you doing, hôm nay mày có đưa súng đến nhà hàng không, tao nhà hàng tao không có welcome mang súng trong nhà hàng nha, thì ông cười. Thì chỉ cần những cái cử chỉ, những cái hành động nhỏ nhỏ vậy thôi các bạn, là họ biết ngay mình rất là nhớ họ. Thì đó là cái cách mình đặt nickname cho khách hàng. Và đó là bốn cái cách nha các bạn. Đầu tiên á là về đồ ăn này, về thức uống này, về mùi vị này, và hình dạng là bốn cái cách rồi đúng không các bạn? Đây là bốn cái cách mà Duy thường vận dụng trong nhà hàng nhất nha các bạn. Các bạn cứ để ý và áp dụng những cái cách này đối với bản thân Duy. Bởi vì sao? Duy khẳng định với các bạn rằng là các bạn không thể nào nhớ hết được tên của tất cả khách hàng, cho dù người đó là cái người khách hàng hay nói chuyện, hay đến ăn nhà hàng, hoặc là hay đến cái service của bạn hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, bởi vì có quá nhiều các bạn. Chính vì thế chúng ta phải nghĩ ra một cái cách để mà mình có thể nhớ đến khách hàng. Và cũng chính vì những cái cách đơn giản này các bạn mà mình có thể giữ chân khách hàng và giúp cho khách hàng nhớ mình, và đồng thời tăng cái giá trị của bản thân mình lên, cũng như là tăng cái giá trị của cái doanh nghiệp của mình, trong cái nhà hàng của mình, trong cái doanh nghiệp của mình. Và Duy hy vọng rằng là cái chia sẻ này của Duy sẽ giúp cho các bạn có được những cái phương pháp phù hợp để nhớ tên những người khách hàng của mình, không chỉ trong cái công việc mà ngoài cuộc sống, ngoài xã hội mình cũng có thể áp dụng để đặt những cái tên này các bạn. Các bạn cứ hay thử, Duy chắc chắn rằng là các bạn sẽ thấy được cái cách này nó rất là hiệu quả, và không những mình nhớ mà khách hàng nó cũng nhớ luôn. Và đó là tất cả những gì trong cái bài chia sẻ ngày hôm nay Duy muốn chia sẻ đến các bạn về cái mẹo, cái cách mà có thể nhớ tên khách hàng hay là nhớ những cái sở thích của khách hàng. Và nếu bạn là người có mong muốn kinh doanh hoặc là rất là thích kinh doanh về nhà hàng các bạn, mà chưa biết mình nên chọn những cái mô hình kinh doanh nhà hàng nào để mà phù hợp hay là tối ưu hóa, đơn giản hóa nhất, thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với Duy thông qua những cái thông tin Duy để ở phần bên dưới, email, phone number, hoặc có thể vào cái trang website nhà hàng của Duy để mà có thể biết thêm thông tin chi tiết các bạn. Ok,
mến chúc tất cả các bạn nhiều sức khỏe, luôn hăng say trong công việc, nhiệt huyết trong công việc, chia sẻ những điều có ích, có ý nghĩa đến cuộc sống này. Ok, see ya, bye.